Trước không biết là vịt thì bây giờ là thiên nga rồi đấy. Xoan hám đa đội bào Hanmi Melasma, công nghệ trị nám mới nhất 2022, thành quả nghiên cứu 15 năm của Viện Hàn lâm Khoa học Hàn Quốc, chuyển giao độc quyền Viện Thẩm mỹ Arena. Cơ chế chủ đạo của công nghệ phụ thuộc vào dòng ánh sáng bức xạ với sự kết hợp giữa hai chủng tia sóng 532 nanomet và 1064 nanomet. Tia sáng phát ra nhanh, ngắn, tác dụng sâu vào các mô tế bào, phá hủy liên kết các mảng hắc tố melanin qua cơ chế tự nhiên và không gây tổn thương như dòng laser cũ, đưa tinh chất Hanmi Melasma thẩm thấu vào da, chặn đứng quá trình hình thành nám tàn nhang mới, đồng thời giúp da khỏe từ bên trong. Trực tiếp giáo sư bác sĩ đồng hành thực hiện Hanmi Melasma, xoa nám an toàn, hiệu quả bền vững. Gọi ngay 0945674242 để nhận ưu đãi.